Thưa quý vị thân mến, thì hôm nay Long quay trở lại vườn bonsai Nguyễn Anh ở đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì quay và gửi tới quý vị bà con cô bác mình một số tác phẩm để mình chơi trong dịp Tết. Thì hôm nay vườn bonsai Nguyễn Anh có gửi đến quý vị bà con cô bác mình một số tác phẩm. Thì ngay trước màn hình quý vị là một tác phẩm Mai Chiêu Thủy, cái dạng rất quái, cây liên lạc. Có một cái bộ rễ nôm cũng khá độc đáo. Tất cả theo đây, theo thân là liền hết rồi nha quý vị. Đây là khá là già, rất già luôn. Phẩm đầu tiên này, tác phẩm số 1. Tác phẩm số 1. Dạ, thì không để mất thời gian của quý vị, mời anh Tuấn anh đo thông số và báo giá tác phẩm số 1 đầu tiên. Phần thân nó là 15. Phần thân 15. Cao từ mặt chậu là 37. Cao 37. À, ngang của nó là 50. Ngang 50 ha. Đúng rồi. Cái số 1 cái thì rất là già và liên lạc theo rồi. Các cái bộ bông tai bông tang cũng được làm khá là đầy đủ. Chúng ta chỉ cần nuôi thêm cái bộ dăm chi. Xì dăm ra là chơi thôi. Này, tất cả cái mặt dăm nó xì ra đều nó kéo theo cái nhụy hoa. Cái này thì cỡ một tuần nữa thì tất cả cái lọc này ra thì nó đều có hoa hết nha quý vị. Đấy, nó xì tất cả nó xì cái đầu hoa cái nhụy hoa ra hết. Nuôi rất là kỹ cây. Nói chung là cây rất là già. Nhưng mà quý vị bà con cô bác mình yêu thích cái dòng cây quải thì một tác phẩm như thế này thì nó là phù hợp ha. Ok. Tác phẩm này thì mình bảo giá là bao nhiêu hả anh Tuấn ha? Tác phẩm này mình bán là 3.9 triệu bao ship. Bán toàn quốc. 3.900.000 ha. Đúng rồi. Dạ rồi. Ok. Chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 2 thôi. Tác phẩm số 2 ha. Linh Sam Song Hinh, lá trung, bông trùng. Cây thì hiện tại đang còn cho chậm hoa. Đây, rất nhiều nhụy hoa. Cái này quý vị và con cô bác mình nếu như mà muốn chơi hoa thì về mình dăm nước cỡ khoảng 3-4 ngày cho nó vàng lá, sau đó mình tưới nước lại dùng cái lá vàng này nó lên cái đợt hoa khác. Chơi thì như anh em mình muốn chơi hoa. Tuy nhiên tuần đó thông số về cái tác phẩm này. Tác phẩm này thì nhìn xa thì nó cũng khá là duyên á. Phần 23. Phần thân này là 23, cũng khá khá. Cốt cần này mình nuôi theo kiểu cắt giật hả anh Tuấn? Cắt giật, mình nuôi đóng chi cần này độ cao 50. Cao 50. Ngang tàng 50. Ngang tàng cũng 50 luôn hả? Đúng rồi, tình hình chi cần nuôi khá là bự rồi. To hơn ngón tay cái rồi. Khá khá. Hơi nhỏ nuôi khó đó. 7 hoành. 7 xe này. Một tác phẩm cái linh sam như thế này thì giá là bao nhiêu hả anh Tuấn ha? Giá cái này là 2.2 triệu bao ship. 2.200.000. Đúng rồi. Rồi ok, cái giá này thì anh em có thể chơi được. Cũng là cũng êm êm. Cây cũng được các quý vị. Rồi thì chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 3 thưa quý vị. Tác phẩm cái số 3 ha. Tiếp tục lại là một cây linh sam. Đúng rồi. Cây linh sam lá trung. Bông trùng nha quý vị. Cái này tay tàng ở trên thì nó cũng khá là mình đều. Cột chân cũng bự bự. Thân lắc đẹp. Rồi, anh nhớ anh đó cái phần thử cái tác phẩm keo đó 25. 25 hả? Đã lên nữa quý vị. Cao 30. Cao 30. Ngang 70. Ngang tàng là 70. Tác phẩm số 3 này thì có giá là bao nhiêu hả anh Tuấn ha? Giá 1.8 triệu. Cái này là 1.8 triệu. Đúng rồi, bao ship. Đường thân 8. Nó rất là đẹp nha quý vị. Nó cũng uốn lượn ha. Tay cành nó cũng khá cây rồi. Cái này chỉ còn nuôi thêm bồ dăm thêm dây dày chút nữa là anh em ta chơi thoải mái luôn rồi. Cái này về cứ chịu khó hớt tóc thôi chứ còn tay cành là mình đã định hình kỹ càng lắm rồi. Dạ, rồi cái giá cả thì thấy nó như vậy thì cũng được. Nhưng mà chơi được giá 1.800.000 tuyệt vời. Báo thì ship nữa rồi ha, bao ship bao luôn cái chậu luôn. Cây nói chung là cây mình bán là cả chậu cả ship.
Rồi ok anh, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 4 thưa quý vị. Lá lớn. Cái số 4 hay? Cái số 4. Cái này cũng được lắp sạch lá để quý vị và con của bác mình nhìn tổng quan, dễ đánh giá phía tây. Cái cơ bản nó liên lạc rồi à, anh Tân ha? Cơ bản, không còn một cái thèo nào, thèo thân là sạch sẽ. Từ cái thèo dưới đáy nè. À, nó còn một cái thèo dưới đáy ha? Không, liền rồi. Ý nói là cái thèo trước cắt nè, đã liền. Thèo này mà liền cái thời gian nuôi là biết bao lâu rồi. Cái này nó liền hết rồi quý vị nhé. Liền hết rồi. Trên thân là không còn cái thèo nào hết. Mặt thân thì ok đây, rồi. Đây cái nè, nó đã liền lạc. Liền lạc hoàn toàn. Liền bích luôn rồi. Rồi ok. Này căn bản là mình rút lại nên nó hơi thiếu dâm. Cây cũng nuôi theo lượng cắt giật. Cột cần nó cũng lớn lớn. Lắc lượng. Khá là đẹp. Hoàn ngay đây là 18. Hơn 18. Chiều cao 32. Cao 32. Phần ngang 45. Phần ngang là 45. Dạ, giao lưu quý vị là 2,5 triệu bao ship. 2,5 triệu một tác phẩm này ha. Đúng rồi. À dạ. Ok. À, lắc rất là đẹp. Cái này duyên mà. Dạ cây. Được, ok. À, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 5 thưa quý vị. Tác phẩm số 5 ha. Phẩm số 5 là một cây mai chú thủy, cái này là chung đúng không anh? Là chung. Dạ. Yeah. Cây thì hiện tại thì cũng đang nuôi dưỡng được khoảng 80%. Thèo liền rồi nha. Thèo nó liền rồi, thèo liền lại hết rồi. Thèo này thì nó bóng đầu liền hết luôn à. Nó kéo từ ngoài này vào này. Đã liền hết thèo. Cây thì được làm theo lối cái bài. Và cây cũng hiện tại đang còn chậm hóa rất là nhiều quý vị. Được cắt giật ha, làm theo lượng cái bài mini nhưng mà cũng khá khá. Hãy yêu thích dòng mini chơi cái này được. Vậy nhìn đo thông số luôn anh Tuấn ạ. Phần 22. Phần thân là 22. Chiều cao hoàn thiện là 23. 23. Phần ngang 38. Dạ. Rồi tác phẩm số 5 này thì có giá là bao nhiêu anh Tuấn ạ? Cây này mình giao lưu 2,7 triệu bao ship. 2,7 triệu ca ha. Đúng rồi. Dạ, rồi ok. Cái này thì anh em mình sở hữu về chơi Tết là đẹp luôn này. Chơi Tết là về hớt tóc nhẹ cái là kịp hoa ra. Kịp hoa ra. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 6 thưa quý vị. Rồi, tác phẩm số 6 ha. Số 6. 6 là một cây linh sam. Linh sam song hình lá rí. Cái này thì cây một tác phẩm cái đổ. Đế rất là đẹp nha quý vị. Đế bấu xuống đẹp. Đế chuẩn, đế đổ chứ không có ép. Cái bộ đế đẹp. Đường thân nó đi cũng lắc lẹo ha. Cái này giờ sao đó ta? Thì đo cái thân nhỏ ngay đây gọi là đại khái cho quý vị hình dung thôi. Này, cây nó thuộc dạng size nhỏ mà. Thành 10. Thành 10 cm ha. Cái tăng độ của nó là bao nhiêu vậy anh? Tăng độ nó là 40. Tăng độ là 40. Chiều cao thì cỡ 15 cm ha. Cao tinh mặt chậu lên cỡ 15 cm. Cao từ mặt chậu á ha. Dạ. Từ mặt chậu 17 cm. 17 cm. Rồi, tác phẩm số 6 này thì có giá là bao nhiêu hả anh Tân ha? Cái này mình giao lưu 1,2 triệu. 1,2 triệu ha. Đúng rồi. Bảo ship. Dạ, rồi ok. Ok, cây này mini cũng rất là nhỏ xinh nhá. Đường đổ cũng quyền đẹp mà. Đường đổ lắc lượm đẹp. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 7. Tác phẩm số 7 ha. Cái hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai như thế này là cũng khá lớn rồi anh Tuấn ha. Lớn rồi chứ cá gì nữa. Là lớn rồi đấy. Cây thì hiện tại nó có một số cái màu trái của mình. Cái bóng nó còn nó đầu một số cái trái còn đỉnh trên thân. Cái này nó chuyển nó đỏ chuyển qua màu đỏ phải không ta? Đúng rồi. À, bắt đầu nó chuyển sầm sầm nó chuyển màu rồi này. Đấy, số cái màu trái.
Cái này nuôi thay cành là mình cũng sửa kỹ nên nó lâu đầy tàn. Hôm mai mà cái cành nó ra được về cũng khá lắm rồi đó. Mất khoảng 1,5 năm rồi. Yeah. Cái này cũng lớn mà. Rồi, anh em đo thông số cái tác phẩm này. Tác phẩm này là tác phẩm số 7 của ta. Số 7. Hành tại ngay đây là 18. 18 sen. Đúng rồi. Hôm nay mà hình như 18 sen là cũng khá cây lắm rồi đó. Chiều cao là 60. Cao 60. Lên tới ngọn. Dạ. Yeah. Hành ngang là 57. Ngang tàng là 57. Rồi tác phẩm Hồng Ngọc Mai này thì có giá là bao nhiêu anh Tuấn Hải? Cây này mình giao lưu 6,5 triệu bao ship. 6,5 triệu một tác phẩm cây Hồng Ngọc Mai này ha. Đấy, ngay nếu mà đâu ngay đây là 30 nha quý vị. Thì cụ để là 30. Dạ rồi, như vậy một tác phẩm cây Hồng Ngọc Mai. Đường thân nó cũng đi cong cong, cũng duyên duyên cây đó quý vị. Ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 8. Tác phẩm số 8 ha. Cũng là một tác phẩm cái Hồng Ngọc Mai. Đây, cái này thì một số cái nhụy hoa nó đang còn cũng đang đấy quý vị. Hoa Hồng Ngọc Mai thì nó có cái màu sắc rất là đẹp. Đây, một số cái nhụy chuẩn bị nhụy hoa chuẩn bị nở. Số cái đợt hoa ra thì nó còn đầu trái này. Dạ, cái thân nó tay cành mà mình định hình theo cây bonsai cũng không dám lập anh Giang. Nên nhìn hiện tại thì tàn nó hơi thưa. Chủ yếu là thân và đế nó sạch sẽ. Và cây là cũng khá là lớn. Rồi, anh nhìn đo thông số cái tác phẩm số 8 này. Hoàn đế nó là 45 nha quý vị. Hoàn đế là 45. Trên thân tại đây nó có cái rễ quái này khó đo sát thân lắm thì mình đo ở trên cổ rễ luôn. Cái này là hiện tại là 14. 14 sen. Hơn 14 mà tính 14 đi. Chiều cao của nó là 50. Cao 50. Ngang của nó là 68. Ngang tan là 68. Đúng rồi. Rồi tác phẩm số 8 này thì có giá là bao nhiêu anh Tuấn hay? 3,5 triệu bao ship. 3,5 triệu bao ship hay? Tất cả những cây của mình là đều bao ship và những cây này là cây thuần chậm. Dạ. Yeah. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm thì số 9 quý vị nhé. Chơi thôi. Rồi tác phẩm số 9 ha. Đúng rồi. Không. Cái này là cây linh sam dòng gì đây anh Tuấn hả? Linh sam là 2. Linh sam là 2 hả? Đúng rồi. Dòng thái thép. Linh. Cái này thì lớn ha. Cái này không lớn rồi. Những cái mật lụa, mật sống của nó đây ha. Cái này ai thích chơi lụa thì tuyệt vời. Nói chung là dạng thể rất đẹp. Này có ghép ba cái cửa lũ này nha quý vị. À là cái cửa lụa này là mình ghép hả? Đúng rồi, ghép thêm. Ghép thêm cho nó linh động hơn ha. Đúng rồi. Còn ở dưới này là gùa lùa rinh đúng không? Đúng. Từ khúc đây về là lùa rinh. Rinh của thân. Cái mặt sau thì sao? Em quay lại cái mặt sau coi. Mặt sau thì cơ bản là mặt lùa không ha? Cái lùa dưới này là lùa rinh của nó hay sao? Lùa rinh em. Lùa dưới này là lùa rinh. Cái này thì cắt giật rục rịch hay đang. Cái này khá là già rồi. Khá già cây. Cái này ai chơi dòng linh sam lụa thì cái tác phẩm như thế này thì quá tuyệt vời. Rồi thì bây giờ anh em Tuấn đó cái thông số bảo giá cái tác phẩm số 9 để quý vị và con của bác ở xa có thể giao lưu ha. Cái này là 5,46 nha. 40-60 anh? Đúng rồi. Thân nó là 47 cm. Đó ngay tại vị trí này. Ngay cái eo nhỏ nhất rồi đấy. Tổng tàn là 80. 80. Chiều ngang của tàn là 95. Ngang tàn là 95. Rồi, tác phẩm số 9 này thì có giá là bao nhiêu anh Tuấn ha? Giá giao lưu là 35 triệu mình bắt ship.
35 triệu bao ship. Một tìm một được một cái tác phẩm cái linh sam là hai mà lớn như thế này, già như thế này thì giá cả thì chắc quý vị cũng có thể đánh giá được ha. Các bạn cái được nuôi theo kiểu cắt rất nên là nó cũng có giá trị. Rồi, mời quý vị và con của bác mình đi đến tác phẩm tiếp theo nhé. Phẩm số 10 này cũng là một cây hồng ngọc mai. Phẩm số 10 là cây hồng ngọc mai ha. Dạ, thành chậu. Cây này thì cột cân nó khá lớn này. Cột cân nó khá lớn. À, cây nó đang cho ra rất nhiều mặt hoa anh Tân ạ. Đây, số cái mặt hoa nó đang còn chuẩn bị chởm ra. Số 1 trái nó xàm lại thì một vài bữa nữa nó sẽ chuyển màu ha. Cái này màu vàng nhỉ, trái nó màu vàng nhỉ. Trái màu đỏ. Màu đỏ. Đỏ tươi luôn á. Đỏ tươi luôn hả? Rồi, cái này hoành thân nó là 14. Hoành 14. Chiều cao nó là 60. Cao 60. Ngang 60. Thân cây cành nó rất là đều. Khá là đều. Cũng khá lớn ha, cột cân như thế này cũng khá lớn. Kỹ càng nha quý vị. Tác phẩm số 10 này thì có giá là bao nhiêu anh Tuấn hả? Cái này giá 4 triệu rưỡi nghìn bán ship. 4 triệu 500k. Dạ, rồi, ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 11 quý vị nhé. Tác phẩm số 11 ha. Số 11 là một cây sam. Là trắng phất hồng, lim. À, cây này là trắng phất hồng anh ha. Cành thì nó lớn bằng ngón tay cái. Tay bông tang ở trên cũng mình đều rồi. Mặt bông đó đây. À, mặt bông là mặt trắng phát hồng như thế này đúng không? Đúng rồi. À, đây là lấy một cây để mà để cho quý vị hình dung ra thôi quý vị. Cái này cây nhỏ, nó đang bông, chưa làm lại. Rồi, ok. Vậy thì cái này thì cái mặt hoa của nó như vậy để quay cho quý vị và con của bác mình dễ hình dung đó quý vị. Thành thân 18. 18. Chiều cao 45. Cao 45. Tầng ngang 60. Dạ. Cốt cành nó cũng bằng ngón tay cái hết rồi nha quý vị. Nuôi cũng khá kỹ cây. Cái này thân nó rất là chuyên, để đẹp, để đều. Để đều đẹp ha. Để tác phẩm số 11 này thì có giá là bao nhiêu tuần ha? Cái này giá 3 triệu mình bao ship. 3 triệu bao ship ha. Đúng rồi. Bao gồm cả chậu, quý vị gì về thì việc chơi thôi. Các bạn những cái vườn mình thì cái nào thì chậu đâu thì nó ok. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm tiếp theo quý vị nhé. Tác phẩm số 12 ha. Tác phẩm số 12. Cây mai chú thủy quái. Nhưng mà lá lớn nha quý vị. Nó có cái lá này duyên cây ghế luôn anh Tuấn ơi. Cái lá này này. Lá rất là già. Sạch thèo. Cây sạch thèo ha. Sạch sẽ. Tay cành rút rụt rịch lắm. Cây già lắm nha quý vị. Sạch chát. Thấy cành lạ không? Cành lạ như vậy ok lắm. Rồi. Để đo thông số của cho quý vị tham khảo. Thân 12. 12 cm. Cao 35. Cao 35. Ngang 50. Ngang 50. Riêng cái cành rớt này để mình đo luôn cái cổ cành rớt. Cái vận rớt rất là đẹp. 10. 10 cm ha. Đúng rồi. Tác phẩm 12 này thì có giá bao nhiêu hả anh Tuấn ha? Cái này mình giao lưu là giá 3 triệu 2 bao ship. 3 triệu 200k ha. Dạ rồi, ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm tiếp theo quý vị nhé. Tác phẩm số 13 ha. Cái này là cơ bản là gần hoàn thiện rồi. Cơ bản là bộ bông tai bông tàng thì nó hoàn thiện rồi. Thì bạn trên em mình
lại mình về nuôi thêm, tại vì cái giá này thì nó đỡ hơn nữa, còn để cho hoàn thiện. Để mà nó hoàn thiện thì giá sẽ cao hơn nhiều. Cái này rục rịch lắm quý vị. Chúng nu. Chỉ tay rõ ràng hết rồi nha. Theo lô lý hết rồi nha anh em. Sử dụng được cái này nếu như mà nuôi cỡ khoảng tầm 5 nữa là có thể đi chơi được luôn đó quý vị. Phần nông khá ha. Phần 28. 28 phần. Phần 9 mà tính 28 đi. Đồn lực à? Cao dữ dằn lắm nha quý vị, cao hiện tại 16. Cao 16. 15 mà. Cái này là đo cho vui thôi, còn quý vị về sẽ tự băng tàm ra. Tầng ngang 28. Cái này là cái tương lai. Tương lai rất là gần, tại vì nhà vườn đã nuôi 80% rồi. Chỉ cần bự lắm. Tác phẩm số 13 này có giá là bao nhiêu lên tuần ha? Giá 7 triệu. 7 triệu ha? 3 ship. Dạ, rồi ok. Cái này thì quý vị nuôi thêm một thời gian thì nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều quý vị. Chỉ tay rụt rịch, bự. Rất năng lùng. Cái này rồi này là nôn lực. Nôn lực. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 14 quý vị nhé. Tác phẩm số 14 ha. Sâm núi. Sâm núi trái. Sâm núi cháy hàng dòng khai thác. Cây rất là duyên cây quý vị. Cây lớn nha. Rồi bây giờ cây này thì làm sao mà đo cái đường hoành của nó vậy ta? Nó tổng thể xong rồi đo theo đoạn. Chỉ tay cũng dày, làm chỉ dày. Quay cái này quay cái ngọng này đúng không? Đẹp. Độ nó đẹp. Hoàn tại hoàn đây, đó cái này đi. Hoàn tại vị trí này là 35. 35. Lên một xíu là 31 ha. Thân chính là 31. Cái cành thân trên này thì 18, lên trên một chút xíu là 18 ha. Đó. Dạ. Yeah. Cái này nhìn sơ qua cũng biết là cái hàng nó cũng khá khá tiền ha anh Tuấn ha. Đúng rồi, cái này giá 9 triệu mình ba ship. 9 triệu một tác phẩm này ha. Đúng rồi. Cao hiện tại là 35. Cao 35. Ngang tầng nó là 73. Ngang tầng 73. Rồi nhờ anh xoay lại một con nữa. Phẩm số 14 quý vị nhé. Giám trí nó cũng dày hết rồi quý vị nhé. Dày hết rồi. Cái ngọn mình nuôi nối nhịp nên là mình mới thúc nha. Cái này là thiếu đúng một cái chớp ngọn đây nữa, nhưng mà do mình nuôi nối nhịp nên nó cũng khá là to. Rồi ok, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 15 quý vị. Tác phẩm số 15. Sâm núi trái độ ha. Độ hàng khai thác già. Hàng khai thác. Đây những cái đường có lắp của nó. Cây điều lắm nhé. Chín xe nè ha. Đúng rồi. Nhỏ. Nhưng mà được cái là duyên. Đó cái tăng của nó được bao nhiêu anh ha? Cái tăng độ là 54. Tăng độ của nó là 54. Cao từ 1 chậu lên là 20. Tác phẩm 15 này thì có giá là bao nhiêu hả anh Tuấn? Tác phẩm này mình giao lưu giá 3 triệu 1 ship.
3 chiều ha. Đúng rồi. Rồi ok, 3 chiều là thầy em á, tác phẩm này như vậy thầy em á. Rồi, chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 16 thưa quý vị. Tác phẩm số 16 cũng là một tác phẩm cuối cùng hả anh ta nhỉ? Tác phẩm cuối cùng, Thiên Linh Sam, Song Hinh. Cái này thì thành phẩm rồi, cái này thì anh em về chỉ có đợi hoa để chơi thôi. Tay ông Tàng lên này dày mình hết rồi quý vị nhé. Thanh khá duyên nha. Ừ, đẹp. Đẹp. Giá cực kỳ hợp lý cho anh em về chơi Tết. Rồi, nó thông số. Thanh 23. Hình thanh là 23. Cao từ mặt chậu lên là 45. Cao 45. Thanh ngang 75. Yeah. Tác phẩm số 16 này thì có giá bao nhiêu anh Tuấn ha? Cái này mình cho đơn giá 3 triệu qua xích. 3 triệu ha? 3 triệu một tác phẩm này. Rồi ok. Rồi thì cũng rất cảm ơn quý bà con cô bác mình đã dành chút thời gian quý báu để xem hết clip này tại vườn bonsai Nguyễn Anh ở đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Long Hùng xin kết thúc clip tại đây. Rồi xin kính chào quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Dạ. Yeah.